Xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ theo chân anh Tùng đi cưa hai cái cây dừa ở Tiền Giang. Đây là hai cái cây dừa mà anh Tùng sẽ chuẩn bị cưa nha các bạn. Thì phía bên dưới hai cây dừa là cái vườn ổi nha các bạn. Đây mình quay cái vườn ổi cho các bạn xem. Ổi đang có trái. Ở phía ngoài đường thì anh Tùng đã dùng dây dù để cuột mấy cái nhánh mai lại để làm những cái cây mai kiển. Còn phía dưới, ngay phía dưới gốc dừa luôn là có cây xoài. Và cây dừa này á là nó nghiêng vào cái nhà phía bên đây. Và nhà phía bên đây thì có cái khoảng sân với mấy cái cây nguyệt quế nè các bạn, mấy cây kiển. Bên đây thì là vườn cây và ngay đây là có một cây cục điện với khá là nhiều dây điện nữa nha các bạn. Cho nên cưa hai cái dừa này khá là khó nha. Đây các bạn thấy phía trong sân rất là nhiều kiển nha các bạn. Ở đây có một cái chậu nữa. Bên đây là cây khế. Đây là cái dàn chanh dây. Cái này là phải chặn luôn mấy cái nhánh xài luôn ha anh Tùng. Vậy là một lát nữa có thể thả cái tàu xuống đây ha, xuống đường. Dạ. Dạ. Xài đang có bông nữa nha các bạn, có bông với trái non. Đây, xài đang đậu trái non nè. Anh Tùng phải gàn cái nhánh xài qua. Đây, cái cây xài này là nằm ngay dưới cái dừa luôn nè. Còn cái cây này thì nằm cũng gần bên. Một lát nữa có thể là thả mấy cái bẹ xuống đây. Anh Tùng đang leo lên cái dừa nha các bạn. Cây dừa này cũng hơi nghiêng. Đây có mấy cọng dây điện nữa. Wow, dướng mấy cọng dây điện. Là anh Tùng anh lên tới trên đọt rồi nha các bạn, rất là lẹ luôn, leo rất là nhanh. Trời lúc này thì nắng rất là gắt nha các bạn, có gió cũng tương đối mạnh. Anh Tùng đang hái mấy trái dừa khô ném xuống. Bây giờ thì anh Tùng sẽ cưa những cái tàu dừa ở trên đọt nha các bạn. Trời lúc này thì đang nắng rất là gắt. Đây, anh Tùng đã cưa được cái phần đọt của cái dừa nha các bạn. Rồi thì bây giờ anh sẽ ném xuống. Theo mình thấy thì hình như là anh không có cột dây.
Đây, anh sẽ ném xuống cái con rạch nhỏ phía dưới luôn. Anh sẽ cưa mấy cái bẹ và mấy cái buồng dừa nha các bạn. Hiện giờ làn gió khá mạnh. Phía bên dưới là có cái cục điện ở phía bên dưới nha các bạn, dưới khá là nhiều dây điện. Phía dưới có mấy cây xoài đang có trái non với mấy cây mai. Đây, anh sẽ cầm cái tàu dừa anh phóng xuống ngay cái chỗ mà cần liền. Đây, xuống cái ngay cái gốc của cây bần. Đây, anh đang phóng mấy cái tàu xuống ngay cái gốc bần luôn nha các bạn. Xuống cái con rạch nhỏ ở phía dưới. Rồi, một cái buồng dừa. Đây các bạn thấy hai cây dừa rất là cao ha. Mỗi cây cao cũng khoảng từ 15 16 mét. Hiện giờ là anh Tùng đang buộc dây vô mấy cái buồng dừa để ông lát nó cưa sẽ hạ từ từ xuống nha các bạn. Cái này không thể nào cưa bỏ xuống luôn được. Giờ này thì gió khá là yếu nên ở trên đọt dừa rất là nóng nực. Thank you.
cái nạn gì không? Hai giờ này là đang thả cái buồng dừa xuống các bạn. Cuộc dây thả từ từ xuống. Giờ mình sẽ bay lại quạt cho anh Tùng mát mát đấy các bạn. Giờ này gió khá yếu. Này, ở trên đây các bạn nhìn xuống là sẽ thấy mấy cái dây điện ở phía dưới nè. Dưới mấy cây xoài ngay phía dưới luôn. Rồi, hình như là chỉ còn có một buồng dừa thôi các bạn. Với khoảng 6-7 cái tàu dừa. Với mấy cái buồng dừa khô. Đây, đang hạ cái buồng dừa xuống. Để mình quay cho các bạn xem. Phía bên dưới là dây điện ha. Đây là cái buồng dừa đang hạ xuống. Ở dưới sẽ có người nhận cái buồng dừa và gỡ dây nha các bạn. Ở trên cây dừa nhìn xuống các bạn thấy rất là treo leo ha. Rất là cao. Các bạn nhìn hình ảnh này nè, thấy anh Tùng mà đang treo leo ở trên đọt dừa nè. Giờ này thì gió khá mạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi chỉ còn một cái tàu dừa cuối cùng là hết, hết nhanh. Giờ anh Tùng sẽ lên lấy cái máy cưa để chuẩn bị cưa cái đọt dừa nha các bạn. Giờ này rất là nắng, rất là gắt. Rồi giờ anh sẽ cưa cái phần đọt nha các bạn. Đây, các bạn thấy không, anh bỏ xuống sát cọng dây điện luôn, bỏ ngay xuống cái đường đi luôn. Giờ này máy bay mà nó báo pin yếu rồi các bạn ơi. Nó sẽ có cái tiếng tít tít hơi khó chịu. Các bạn đồng ra bỏ những cái đoạn dừa xuống dưới phía đường. Ngay chỗ đường đi nha các bạn.